Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Học Văn Chị Hiên. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ tiếp tục trong chuỗi bài học về học vần và đánh vần nhé. Và chữ cái ngày hôm nay chúng mình cùng học chính là chữ L. Trên màn hình của chị bây giờ chính là chữ L. Các bạn cùng đọc theo chị nào. L. 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 Các bạn đọc đúng chưa nhỉ? Bây giờ, chúng mình cùng nhau đến với phần đầu tiên, học đánh vần và ghép vần nhé. Chỉ có chữ L khi ghép với chữ A, chúng mình sẽ đánh vần là L A La. L A La. L A La. Chữ L khi ghép với chữ E, chúng mình sẽ đánh vần là L E Le. L E Le. L E Le. Tiếp theo, chữ L khi ghép với chữ E, chúng mình sẽ đánh vần như sau. L E Le. L E Le. L E Le. Chữ L ghép với chữ Y ngắn được đánh vần là L I Li. L I Li. L I Li. Chữ L khi ghép với chữ O, chúng mình sẽ đánh vần L O Lo. L O Lo. L O Lo. Chữ L ghép với chữ O, chúng mình sẽ đánh vần là L O Lo. L O Lo. L O Lo. Chữ L ghép với chữ ơ được đánh vần L O Lơ. L O Lơ. L O Lơ. Chỉ có chữ L ghép với chữ u, chúng mình sẽ đánh vần là L U Lu. L U Lu. L U Lu. Chữ L ghép với chữ ư, chị sẽ đánh vần như sau. L U Lư. L U Lư. L U Lư. Và cuối cùng, chữ L khi ghép với chữ y dài, chúng mình sẽ đánh vần như sau. L I Li. L I Li. L I Li. Sau khi học xong cách đánh vần và ghép vần với chữ L, chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần luyện tập. Các bạn hãy nhìn lên màn hình, đánh vần theo chị, theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. L A La. L A La huyền là. L A La sắc lá. L A La hỏi lả. L A La ngã lã. L A La nặng lạ. L E Le. L E Le huyền lè. L E Le sắc lé. L E Le hỏi lẻ. L E Le ngã lẽ. L E Le nặng lẹ. L E Le. L E Le huyền lè. L E Le sắc lế. L E Le hỏi lẻ. L E Le ngã lễ. L E Le nặng lệ. L I Li. L I Li huyền lì. L I Li sắc lý. L I Li hỏi lì. L I Li ngã lĩ. L I Li nặng lị.
L-O-L-O. L-O-L-O huyền lò. L-O-L-O sắc ló. L-O-L-O hỏi lỏ. L-O-L-O ngã lõ. L-O-L-O nặng lọ. L-O-L-O. L-O-L-O huyền lồ. L-O-L-O sắc lố. L-O-L-O hỏi lỗ. L-O-L-O ngã lỗ. L-O-L-O nặng lộ. L-O-L-O. L-O-L-O huyền lờ. L-O-L-O sắc lớ. L-O-L-O hỏi lở. L-O-L-O ngã lỡ. L-O-L-O nặng lợ. L-U-L-U. L-U-L-U huyền lù. L-U-L-U sắc lú. L-U-L-U hỏi lũ. L-U-L-U ngã lũ. L-U-L-U nặng lụ. L-U-L-U. L-U-L-U huyền lừ. L-U-L-U sắc lứ. L-U-L-U hỏi lử. L-U-L-U ngã lữ. L-U-L-U nặng lự. L-I-L-I. L-I-L-I huyền lì. L-I-L-I sắc lý. L-I-L-I hỏi lý. L-I-L-I ngã lý. L-I-L-I nặng lị. Vậy là bài học ngày hôm nay của chúng mình đến đây là kết thúc. Các bạn về nhà nhớ xem lại bài học thật nhiều lần để có thể đánh vần và ghép vần một cách thành thạo với chữ L nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!